mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm Mỹ thuật Đông Nam Bộ lần thứ 28 tại Bảo tàng tỉnh. Triển lãm là dịp để tạo điều kiện cho các họa sĩ, nhà điêu khắc có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau trên con đường sáng tác nghệ thuật, đồng thời để ban tổ chức chọn lựa ra những tác phẩm tốt tham gia triển lãm liên hoan mỹ thuật. Tại triển lãm lần này, các họa sĩ, nghệ sĩ Bà Rịa Vũng Tàu giới thiệu 28 tác phẩm của 23 tác giả, từ những chất liệu như acrylic, tổng hợp, khắc gỗ, sơn dầu, sơn mài. Các tác giả đã sáng tạo nên các tác phẩm diễn tả chân thực về văn hóa con người, tình yêu quê hương đất nước, phản ánh cuộc sống đa chiều, bản sắc văn hóa độc đáo của cư dân các địa phương. Hôm nay tổ chức chương trình triển lãm mỹ thuật này là cái hoạt động thường xuyên của Hội Mỹ thuật Việt Nam hàng năm. Thì khu vực 7 này là lần này chúng ta tổ chức triển lãm lần thứ 28. Và số lượng tác phẩm năm nay thì có một đặc điểm rất lớn là số lượng tác phẩm rất là nhiều và chất lượng rất là tốt. Và đấy là một sự tiến bộ rất là lớn của anh chị em họa sĩ, nhà điêu khắc tại miền Đông Nam Bộ. Cái nhiệm vụ của cái triển lãm lần này làm để phát động những phong trào mỹ thuật từng khu vực, để cho những khu vực nó đồng đều nhau về chất lượng nghệ thuật, về đội ngũ họa sĩ, thì những cuộc triển lãm này giúp cho phong trào mỹ thuật địa phương phát triển. Năm nay, triển lãm mỹ thuật Đông Nam Bộ tổ chức tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khá quy mô, thu hút số lượng tác giả tác phẩm tăng hơn mọi năm. Điểm nổi bật ở các tác phẩm của mỗi họa sĩ, nhà điêu khắc không chỉ đẹp, sáng tạo, giao tính nghệ thuật, còn thể hiện về sức sống của con người, văn hóa, tập tục, kinh tế trên mỗi vùng đất, địa phương mà tác giả sinh sống. Ví như những bức tranh vẽ đàn cừu, bầy trâu, đua nhau gặm cỏ, rồi tắm mát dưới sông, hay những chuyến thuyền nặng đầy tôm cá, với những niềm vui hớn hở của những cư dân trên bến cảng. Đó là cả nội tâm, thông điệp của người họa sĩ, tái hiện phản ánh lại dưới góc nhìn nghệ thuật. Hội họa là hiện thực về đời sống, nhưng đó cũng có thể là niềm tin, khát vọng cùng sự sáng tạo mà con người muốn vươn đến. Đây là lần đầu tiên em vô bảo tàng Vũng Tàu này. Những bức tranh làm em rất là bắt mắt, em rất là thích, nhất là nhiều màu sắc, trang trí rất là đẹp. Hôm nay rất là phấn khởi được xem cái cuộc triển lãm của các tỉnh miền Đông. Thì phải nói rằng là rất nhiều các tác giả đã vẽ ra những tác phẩm rất sinh động. Thì chất lượng năm nay á, thì tôi thấy rằng là nó rất là đa dạng, nhiều cái đề tài mang những cái gọi là cái sắc màu của nó là không phải là chỉ có sơn dầu không, có cả tranh bột màu, rồi là điêu khắc về những đời thường, về những cuộc sống, đặc biệt là cái đề tài về rừng á, thì nó đang là một cái yêu cầu rất là cấp bách. Thì đây là một cái tác giả mà họ đã suy nghĩ, tư duy, khắc họa ra đây một cái đề tài rất là tuyệt vời. Đến với triển lãm mỹ thuật Đông Nam Bộ lần thứ 28, các họa sĩ ở mỗi tỉnh thành có một thế mạnh đặc trưng về tranh khác nhau. Như ở tỉnh Đắk Nông, các họa sĩ mang đến triển lãm những loại tranh sơn dầu truyền thống, vẽ về núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, với những lễ hội, phong tục
giúp cho người xem cảm nhận đầy đủ hơn về sức sống mạnh mẽ ở vùng đất Đại Ngàn. Tham dự cái triển lãm khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ 28 này thì mình gửi đến tác phẩm có tên là Hờ Rin Trên Dãy. Tác phẩm này vẽ về một cô gái đồng bào Mân Âu đang tham gia sản xuất chăn nuôi ở trong cái khu rẫy của nhà mình. Và mình rất là vui khi mà ban tổ chức đã chọn cái tác phẩm của mình để trưng bày ở trong cái triển lãm khu vực lần này. Năm nay mình đã được ban tổ chức tặng một bông hoa để tham dự cái giải thưởng của Hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật quốc gia. Tại triển lãm lần này, các họa sĩ nghệ sĩ Bà Rịa Vũng Tàu giới thiệu 28 tác phẩm của 23 tác giả. Trong đó có nhiều tác phẩm đáng chú ý như Đàn cá và dòng sông của tác giả Phạm Đạt, Sữa mẹ, Nhà thơ già bồn chồn cùng tác giả Cao Vân Khánh, Nhựa sống tác giả Trần Huy Trung, Xóm nhỏ gian đồi tác giả Nguyễn Hoài Anh. Mang theo nhiều câu chuyện thông điệp từ cuộc sống mà người họa sĩ mong muốn chuyển tải đến khán giả. Đặc biệt tại triển lãm mỹ thuật Đông Nam Bộ lần thứ 28 không chỉ có các tác phẩm về hội họa, tác phẩm nghệ thuật thuộc thể loại phù điêu, điêu khắc cũng được ban giám khảo khuyến khích tạo điều kiện cho các họa sĩ, nghệ nhân tham gia. Trong đó, đoàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng có hai tác phẩm là Mùa cá trích được chế tác bằng chất liệu nhôm và Âm gian chơ ro điêu khắc từ cổ của tác giả Lê Văn Tuấn đã tạo nên một góc nhìn mới về nghệ thuật. Rất là vui là được Hội Mỹ thuật Trung ương duyệt hai tác phẩm. Trong đó thì có một tác phẩm Âm vang châu ro, điêu khắc tượng tròn. Còn một bức phù điêu ngư dân đánh bắt cá thì tôi lấy tên tác phẩm là Mùa cá trích để thực hiện một cái tác phẩm điêu khắc trong cái quá trình đi thực tế tại địa phương tìm hiểu những cái nét đẹp, cái văn hóa truyền thống bản địa, định hình lên cái ý tưởng. Và tôi lấy cái cảm hứng về truyền thống về người châu ro, lễ hội về mừng lúa mới. Phát từ cái đó thì tôi sẽ tạc tượng bằng cái ngôn ngữ về truyền tải để cái ý tưởng về cái cồng chiêng của châu ro. Cái mỹ thuật năm nay của miền Đông Nam Bộ, cái điều cảm nhận đầu tiên của tôi là chất lượng nghệ thuật rất cao, rất đồng đều giữa các địa phương. Và có những địa phương rất xa xôi, rất hẻo lánh nhưng mà họ lại trở thành những cái điểm mạnh về mỹ thuật. Ví dụ như là Tây Ninh, như Đắk Nông. Đấy. Cũng như địa phương đã trở thành truyền thống như là Bình Dương, như là Đồng Nai. Đấy. Thì Bà Rịa Vũng Tàu là cũng một địa phương là cũng là rất nhiều họa sĩ rất nổi tiếng sống ở đây. Và cái thành công lớn nhất của cuộc triển lãm lần này tôi nghĩ là sự đồng đều, sáng tạo, anh em làm việc rất là nhiều và có nhiều tác phẩm ở đây thực sự là tốt. Triển lãm mỹ thuật là hoạt động thường niên của Hội Mỹ thuật Việt Nam với các tỉnh thành phố nhằm quảng bá các tác phẩm mỹ thuật của từng khu vực, tạo sân chơi đa sắc màu cho các họa sĩ, nghệ sĩ và những người yêu thích mỹ thuật trong khu vực được thỏa sức giao lưu, sáng tác và giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật chất lượng đến với công chúng. Thưa quý vị, trong chương trình khai mạc, ban tổ chức đã trao giải triển lãm mỹ thuật Đông Nam Bộ lần thứ 28 năm 2023, gồm một giải B và ba giải C. Trong đó, giải B thuộc về tác giả Mai Ngọc Tuyền, tỉnh Bình Dương, với tác phẩm Thanh Xuân. Ba giải C gồm các tác phẩm Mùa lễ Chăm Ba của tác giả Hoàng Văn Cử, tỉnh Bình Dương, Cầu tàu Côn Đảo của tác giả Mai Thanh Thình, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và tác phẩm Bến Sông của tác giả Trần Văn Chỉnh, tỉnh Tây Ninh. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng trao giải cho các tác giả đạt giải thưởng mỹ thuật của tỉnh năm 2023 tham dự triển lãm mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ lần thứ 28 gồm một giải A, hai giải B và ba giải C. Triển lãm mỹ thuật Đông Nam Bộ lần thứ 28 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kéo dài đến ngày 17 tháng 8 năm 2023.
Thưa quý vị, chương trình văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.